Bác miếu bà dường như không có tuổi, bởi có hỏi thì cũng được trả lời rằng miếu có từ thuở ông Sơ bà Cố vài trăm năm trước, nhưng cứ theo những truyền miệng qua các thế hệ cũng có thể chắc chắn rằng các miếu bà chính là các ngôi thờ tự đầu tiên ở thôn làng, vậy nó cũng có lịch sử trùng với việc khai hoang mở đất lập làng. Dạ, con là khách thập phương. Mà như trước đêm đó ngủ nằm mơ thì thấy là để đi cúng rỗi múa mâm vàng. Thì cái con lại nhớ tới ở đây, tại lâu 2 năm trước là con có tới đây một lần. Tới đây một lần là cũng múa nhưng mà để cúng mà đi về thôi. 2 năm mà không xuống tới đây nữa. Thì cứ nằm mơ thấy vậy bắt đầu mới đi xuống. Đi xuống thì ngày hôm qua là chưa tới. Chưa có tới cúng là bữa nay mới tới cúng. Không có sự sắp xếp gì, là cũng như mình năm nào thì cũng vía mẹ, cúng đám dỗ mẹ thì xuống là nấu nướng này kia thôi, chứ không có tinh thần gì. Mình xuống mình làm mình vui vẻ này kia vậy đó, vui vẻ với lại mấy người phụ thì cũng vui vẻ thôi. Xuất phát từ tính cách phóng khoáng không cầu kỳ của người Việt Nam Bộ, quyền năng của các nữ thần trong tục thờ bà Nam Bộ không được phân biệt rõ ràng, thường vị nào cũng cho là có chức năng bao quát là phù hộ độ trì cho chúng sanh mưa thuận gió hòa. Theo đúng lệ thì vào kỳ vía, các miễu bà phải mời đám bóng rỗi đến hát, tế, múa dân bông. Những người này được cho rằng việc hành nghề của họ là có căn, có số hay còn gọi là căn đồng. Thì con chỉ gian giái cầu quốc thế dân an, bá tánh vạn dân được tai qua nạn khỏi và mạnh giỏi bình an để hướng về con đường Phật Pháp. Tục thờ bà Nam Bộ là sản phẩm văn hóa tâm linh của vùng đất mới, được tích hợp trên cơ sở hành trang tín ngưỡng mang theo của lớp lưu dân, thể hiện truyền thống tri ân, uống nước nhớ nguồn của con người đối với thần linh, đối với tổ tiên, được hình thành từ trong buổi đầu khai hoang mở cõi trên vùng đất mới Nam Bộ. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Tây Ninh.